Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì bão số 1, tên gọi quốc tế là Mekbok, sẽ đổ bộ phía đông nam Trung Quốc và suy yếu dần vào ngày 13 tháng 6. Sáng 12 tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra dự báo về cơn bão số 1 có tên quốc tế là Mekbok. Vào sáng ngày 12 tháng 6, vị trí tâm bão cách Hồng Kông khoảng 280 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức 75-90 km/h, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.